Em út gạo nếp gạo tẻ, nhiều người xúi nhau kéo nhan sắc nhưng không dám vì sợ đâu. Hẳn sẽ khó ai tin được những tiết lộ sau đây lại chính là bí mật của Phương Hằng, nữ diễn viên thủ vai em út trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Gây chú ý với vai diễn Út Minh trong bộ phim truyền hình đang gây bão dư luận Gạo nếp gạo tẻ, nữ diễn viên Phương Hằng luôn là hình ảnh thẳng thắn, chân thật khiến công chúng xem mãi không chán. Thế nhưng ngoài đời, mỹ nhân này lại là một cô gái vô cùng đặc biệt với cá tính vô cùng ấn tượng. Song đó, những tiết lộ mới đây của nữ diễn viên này đã khiến công chúng một phen bất ngờ. Không hề bị hai cô chị lu mờ, Út Minh, nhân vật do Phương Hằng thủ vai, vẫn có những phân cảnh nổi bật, đất diễn riêng để tỏa sáng. Bên cạnh đó, cô nàng còn có rất nhiều bí mật mà khi nghe xong ai cũng tròn mắt ngỡ ngàng. Không dám giao kéo vì sợ đâu. Vai diễn của Phương Hằng trong Gạo nếp gạo tẻ đang bước vào những tình tiết gay cấn và phức tạp nhất khi cô ra mắt gia đình bạn trai và bắt đầu xảy đến nhiều biến cố. Vào vai một cô gái ngây thơ hồn nhiên và có phần ngố tàu, Phương Hằng thuyết phục khán giả không chỉ lối diễn tự nhiên, diễn như không diễn mà còn lôi cuốn với nhan sắc đẹp tự nhiên, chưa qua chỉnh sửa. Nói về vấn đề can thiệp giao kéo để có nhan sắc đẹp hơn, Phương Hằng thẳng thắn chia sẻ. Rất nhiều người nói Hằng nên nâng chút mũi và sửa lại răng cho đều, đẹp thế nhưng hiện tại nhan sắc của Hằng tự nhiên 100%, chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên, chính là nhan sắc hiện tại của cô là 100% tự nhiên, chưa qua chỉnh sửa. Và mỹ nhân cũng không có ý muốn sẽ đụng chạm đến dao kéo, dù được không ít người thân thiết khuyên nhủ. Hằng rất sợ đâu, giờ đi chích hay đi khám sức khỏe tổng quát là Hằng đã thấy sợ rồi. Nếu sửa mũi sau này giỡn giỡn với anh Tâm, lỡ tay bạo lực làm mũi lệch sang một bên thì sẽ rất hệ lụy sau này. Anh Tâm hay nói giờ các gương mặt dao kéo nó ná dâu, không có điểm riêng biệt nên sẽ mất đi nhiều cơ hội. Nếu bạn đẹp, người ta nhìn bạn sẽ khen bạn đẹp ngay. Thế nhưng khi bạn dễ thương, người ta sẽ muốn nhìn bạn hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Hôm nay bạn đẹp nhưng chắc gì ngày mai, ngày kia bạn vẫn còn đẹp vì dao kéo, luôn có hạn sử dụng và đường nét khó tự nhiên. Bất ngờ hơn cả chính là lý do mà cô không dám trùng tu nhan sắc, dù được rỉ tai mách nước ít nhiều chính là sợ đau. Thậm chí nhìn thấy kim tiêm đụng vào thôi cô đã hoảng sợ. Hiện tại nếu được thay đổi, Hằng muốn làm gương mặt mình thon gọn hơn. Tuy nhiên, điều này Hằng có thể tập thể dục, kiêng ăn là được. Nếu gương mặt quá góc cạnh, quá ác thì không phù hợp với tính cách có phần dễ thương xì tin của Hằng, nên tạm thời cũng hài lòng với những gì đang có, vì hài hòa cả gương mặt lẫn tính cách. Để gương mặt thon gọn, thanh thoát hơn, đối với nữ diễn viên chỉ còn cách ăn uống điều độ và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Không hợp phong cách sexy vì gương mặt và chồng, ít ai biết rằng ngoài đời Phương Hằng cũng được nhận xét khá hồn nhiên, ngây thơ và xì tin. Cô chuộng phong cách thời trang công chúa kín đáo và thanh lịch. Cô thừa nhận những loại trang phục này hợp với vóc dáng của cô cũng như tính cách gương mặt của mình. Nữ diễn viên cũng tiết lộ khó có thể bận một bộ cánh sexy gợi cảm được, vì dù có cố gắng thì gương mặt non choẹt của Phương Hằng cũng không thể thoát ra thần thái bí ẩn quyến rũ. Dù có diện trang phục táo bạo cắt xẻ đến đâu, Phương Hằng vẫn không thể quyến rũ hơn được vì gương mặt và diện mạo đã vốn dĩ trẻ trung và đáng yêu. Về phía ông xã Phương Hằng là ca sĩ Anh Tâm, anh cho biết, tôi không biết mình có ủng hộ vợ mặt sexy hay không vì Phương Hằng chưa thử làm điều đó, để tôi xem cảm xúc của mình như thế nào. Còn nữ diễn viên lại chia sẻ rằng, mặc dù chưa biết ông xã có ủng hộ hay không, việc ăn mặc gợi cảm, thế nhưng Hằng cảm nhận rằng anh Tâm không thích Hằng sexy. Có lần, Hằng bận một bộ đầm ở nhà rất gợi cảm, hở ngực, đứng trước mặt anh Tâm, anh mới nói với mình, hôm nay thôi nha, lần sau mặc như cũ đi. Theo Phương Hằng, đàn ông ai cũng thích ngắm phụ nữ mặc sexy thế, nhưng cô cảm nhận được mình và ông xã yêu thương nhau vì cảm xúc, hơn là những vấn đề ngoại hình, ăn diện. Chính vì thế Phương Hằng luôn chọn những thiết kế dịu dàng, nữ tính và có phần dễ thương kín đáo, để vừa hợp tuổi, lại kinh tế khi xuất hiện trước công chúng. Không ăn mặc sexy vì phần diện mạo gương mặt không phù hợp, style quyến rũ, phần lại vì chồng Phương Hằng không thích điều đó. Rốc Cơ Nguyễn rút khỏi showbiz đầy tiếc nuối, lên đường sang Úc làm lại cuộc đời. Rốc Cơ Nguyễn lên đường sang Úc và có những chia sẻ, tạm biệt mọi người đã yêu thương tôi, tạm biệt quá khứ sai lầm không bao giờ quay trở lại. Giữ đúng lời hứa với gia đình, Rốc Cơ Nguyễn sang Úc làm lại cuộc đời sau những biến cố không hay xảy ra. Trên trang cá nhân, anh cũng gửi lời chào tạm biệt tất cả mọi người bằng tiếng Anh, cùng chia sẻ đầy nước mắt. Đây là lúc tôi nói lời tạm biệt một quá khứ mà sẽ không bao giờ trở lại. Tạm biệt những giấc mơ đã được hoàn thành cũng như những sai lầm. Tạm biệt những người thân yêu, gia đình, bạn bè và những góc nhỏ của Sài Gòn mà tôi từng đi lang thang. Tạm biệt sự thất vọng và đau lòng và ý chí từng bị phá nát. Tạm biệt những ngày lạc lối tại chính mê cung trong đầu, tuyệt vọng tìm cách thoát ra.
tạm biệt tất cả các lời tạm biệt và cũng xin chào. Xin chào một tương lai mới của cuộc sống sẽ được viết với tình yêu, hy vọng và một quyết tâm để phát triển. Xin chào những thách thức mới, triển vọng và trở ngại. Xin chào con người mới mà tôi đang khao khát được gặp. Một người luôn ở đó la hét không ngừng, để rồi nhận ra tiếng nói của anh ấy bị chìm trong hàng ngàn người khác. Xin chào với con người thật, con người đích thật của tôi. Tương lai đầy những bất trắc, nhưng nó sẽ luôn luôn xảy ra. Nhưng sợ hãi không bao giờ là một lựa chọn. Hãy có niềm tin. Joker có niềm tin. Dòng trạng thái khá dài được Joker Nguyễn chia sẻ trên Instagram của anh. Gia đình đã ra tận sân bay để tiện Joker Nguyễn lên đường sang Úc, một đất nước mới, hy vọng anh sẽ có những trải nghiệm thú vị. Bữa tiệc ấm cúng của Joker Nguyễn bên gia đình, bạn bè, trong đó có cả Hoàng Thùy. Vào khoảng đầu tháng 7, Joker Nguyễn luôn được mọi người tìm kiếm nhiều nhất sau thời gian lộ ngoại hình khác lạ và phát ngôn mất kiểm soát. Cũng theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến hành động khó hiểu của anh xuất phát từ việc anh phải đối diện với những khó khăn trong chuyện tình cảm, công việc và đời sống riêng tư. Sau khi mọi chuyện dần im lặng, Joker Nguyễn tuyên bố sẽ không quay trở lại showbiz Việt nữa. Nhã Phương đã đối phó với các bóng hồng của Trường Giang cao tay như thế nào, ai cũng tâm phục khẩu phục. Nhã Phương có những cách đối diện với các scandal tình ái của bạn trai phải nói là vô cùng cao tay. Từ đầu năm 2018 đến nay, câu chuyện tình yêu của Trường Giang Nhã Phương luôn là đề tài nóng hổi. Gần đây còn xuất hiện tin đồn Nhã Phương đang mang thai 3 tháng và chuẩn bị làm đám cưới với Trường Giang. Nhiều người thấy thương cho Nhã Phương trong mối quan hệ với Trường Giang, bởi nữ diễn viên cứ liên tục phải đối mặt với những ồn ào tình ái của bạn trai. Sau mỗi lần Trường Giang bị các em gái mưa kể tên trên báo chí và truyền thông, thì mọi người đều ngóng đợi phản ứng của Nhã Phương. Ai cũng muốn xem cách cô sẽ đối diện với dư luận và đối phó với các bóng hồng để giữ gìn hạnh phúc cho mình. Scandal tình ái đầu tiên của Trường Giang là khi em gái mưa Quế Vân bất ngờ lên tiếng tố nam danh hài bạc tình khiến cô đau khổ. Quế Vân không ngại công khai nhiều đoạn trò chuyện, hình ảnh thân mật của cả hai. Không giống như phản ứng thường thấy của phụ nữ khi xuất hiện người thứ ba, Nhã Phương chọn cách im lặng để sự việc lắng xuống. Khi scandal tạm trôi qua, Nhã Phương mới lên tiếng khẳng định lỗi lầm của câu chuyện trên. Nhã Phương và Trường Giang tay trong tay xuất hiện sau scandal như ngầm thông báo rằng chúng tôi đang hạnh phúc. Sau khi thấy hình ảnh của Trường Giang bên cạnh Nhã Phương, Quế Vân đã phải lên tiếng chống chế rằng Nhã Phương nên cảm ơn cô. Bởi nếu cô không vạch mặt Trường Giang trở thành chiếc xúc tác thì cả hai đã không có được hạnh phúc trong hiện tại. Scandal của Trường Giang năm em, Nhã Phương xuất hiện xinh đẹp hơn trong mọi hoạt động. Trong hơn một tháng, năm em từng liên tục tấn công Trường Giang với câu chuyện tình cảm sức mướt, tới mức nam danh hài phải lên tiếng rằng tình cảm của anh chỉ dừng ở mức anh em quý mến chứ không phải tình yêu. Thậm chí Trường Giang còn cho rằng đầu óc của nam em không bình thường. Trái với phản ứng ào ạt của nam em, Nhã Phương lại vô cùng bình tĩnh. Cô né tránh nhắc tới scandal của bạn trai, thay vào đó Nhã Phương luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, khẳng định đang bận rộn với cuộc sống, đồng thời chia sẻ rằng mình vẫn ổn. Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc, tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp. Tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành, diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ. Giữa ồn ào bạn trai, Nhã Phương một lần nữa cao tay khi xuất hiện liên tục với hình ảnh xinh đẹp rạng rỡ hơn trước. Tình yêu của Nhã Phương và câu chuyện phim Vận vào đời. Đối diện với các bóng hồng của Trường Giang liên tục bị nhắc tên trong các scandal, nhưng Nhã Phương luôn ứng xử thông minh hòa nhã. Có thể thấy với tính cách điềm đạm, hiền lành, Nhã Phương khiến người hâm mộ vừa xót vừa thương. Người ta hay nói phim Vận vào đời, và có lẽ trường hợp của Nhã Phương đúng là như vậy. Hầu hết các vai diễn mà cô từng tham gia đều là người phụ nữ nhu mì, chịu đựng, và đặc biệt đều phải gặp những em gái mưa khó đỡ. Trong bộ phim đang phát sóng Ngày ấy mình yêu nhau, màn ghen ngược của Tam Triều Dân với Nhã Phương gây xôn xao vì quá trơ trẽn. Mặc dù biết nam, Lương Thế Thành thủ vai đã có bạn gái, nhưng Dung, nhân vật do Tam Triều Dân thủ vai vẫn mộng tưởng sẽ bước được vào trái tim anh. Mặc dù nam khẳng định chỉ xem Dung như em gái, nhưng Dung lại cố ý hiểu sai và cho rằng đó là bởi anh ấy thích mình. Trong phim Hạ, Nhã Phương thủ vai đã dùng lời lẽ sắc sảo để dằn mặt Dung. Cảnh phim tuy ngắn nhưng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không ít fan của Nhã Phương cho rằng vai diễn này y chang thực tế những gì nữ diễn viên phải đối mặt trong cuộc tình với Trường Giang. Người hâm mộ hy vọng Nhã Phương sẽ có hạnh phúc lâu dài với Trường Giang nếu như cặp đôi kết hôn vào tháng 9 tới. Còn chưa đầy tháng, Hải Băng đã tái xuất, mặt thì đẹp ngỡ ngàng nhưng vòng 2 quá khó tin. Chưa đầy một tháng lâm bồn, Hải Băng đã gây bất ngờ với nhan sắc sâu sinh, trẻ đẹp như thời con gái.
Một năm sau khi sinh trong xã Thành Đạt, cô công chúa đầu lòng khấu khỉnh, Hải Băng lại tiếp tục mang thai quý tử. Giữa tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ đã hạ sinh em bé thứ hai, được đặt tên ở nhà là Côi. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là vừa mới sinh con chưa lâu, nhưng Hải Băng đã tái xuất với vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung. Giọng ca viên đá nhỏ gây ấn tượng với mặt mộc không tì vết và làn da mịn màng. Hải Băng vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, không có dấu hiệu mệt mỏi của người phụ nữ đang chăm con mọn. Nhìn loạt ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ, khó có thể tin đây là nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa hai con. Bên cạnh đó, Hải Băng còn khiến fan ngỡ ngàng với vòng eo sau sinh cực thon gọn. Từng tăng 20kg lúc mang thai quý tử, nhưng chỉ 20 ngày sau sinh, bà mẹ hai con đã giảm được 12cm vòng bụng và 10kg. Cựu thành viên Mây Trắng vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất, khoe khéo vùng bụng thon gọn nhỏ nhắn dù mới sinh con chưa đầy tháng. Để giữ gìn và sớm lấy lại vóc dáng như thời son rỗi, Hải Băng áp dụng phương pháp massage và quấn bụng bằng đai nhiệt tại nhà. Cô nàng nhận được rất nhiều lời khen vì vẻ ngoài xinh đẹp thon gọn dù đã trải qua hai lần sinh nở. Mỹ nhân sinh năm 1988 còn động viên chị em bầu bì bỉm sữa chăm chỉ thực hiện các biện pháp làm đẹp. Sở hữu ngoại hình nổi bật lại kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp nên suốt thời gian mang bầu ở cữ, Hải Băng luôn nhận được những lời khen về nhan sắc trẻ đẹp. Chuyện gì thế này? Hoàng Thùy dự sinh nhật của rocker Nguyễn cùng đại gia đình của anh. Á hậu Hoàng Thùy gây chú ý khi là khách mời showbiz duy nhất có mặt trong tiệc sinh nhật của rocker Nguyễn và đại gia đình của nam ca sĩ. Có lẽ thời gian qua, rocker Nguyễn luôn được mọi người tìm kiếm nhiều nhất sau thời gian lộ ngoại hình khác lạ khoảng đầu tháng 7. Rocker Nguyễn khiến mọi người bất ngờ khi có chia sẻ đầu tiên sau thời gian ở ẩn vì lùm xùm. Có thể thấy so với thời điểm xảy ra những chuyện không hay, bây giờ ngoại hình cũng như thân sắc của rocker Nguyễn cũng tươi tắn hơn hẳn. Sau những chuyện không hay, rocker Nguyễn đã dần lấy lại hình ảnh của mình. Hình ảnh về buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của rocker Nguyễn đã được mẹ anh đăng tải trên trang cá nhân. Điều đặc biệt khiến người hâm mộ quan tâm chính là á hậu Hoàng Thùy cũng có mặt trong bữa tiệc này. Trong tiệc sinh nhật, nam ca sĩ chọn trang phục đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần Âu. Hoàng Thùy cũng diện bộ váy trắng ôm sát. Hoàng Thùy xuất hiện trong tiệc sinh nhật của rocker Nguyễn và đại gia đình của anh. Trước đó, trên Instagram của rocker Nguyễn, anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đầu tiên với nội dung: "Tôi sẽ đứng lên sau những vấp ngã. Phonix được sinh ra từ Android chứ không phải ai. Chúc mừng sinh nhật tôi." Được biết, hôm ngày 6 tháng 8 là ngày sinh nhật của nam ca sĩ. Đi kèm đó là một bức ảnh anh chụp tại cửa hàng thời trang. Hình ảnh rocker Nguyễn đang chăm chỉ chăm sóc lại bản thân và cố gắng đứng lên sau vấp ngã.